Này là mình đang làm u cục cho nó này. Đúng rồi, tạo sẹo. Rồi. Nhiều năm nữa xong rồi đẹp đấy nhỉ. Sụp xịn. Chỗ đấy là hơi phẳng. Có cái rùi to ấy, đục phải sâu vào. Còn nghệ nhân chế ra. Thành ra con này là phải nghệ nhân. Lấy bàn chải sắt mà đánh. Nửa đen. Nửa đen quá nhỉ. Tí nữa còn cho nó đen luôn. Đúng là đen nhìn nó mới già đâu anh. Từ dưới nhìn nó thấy non non. Nhưng mà gỗ này là nó già nó tương đối bánh thể rồi. Đấy. Có con còn trắng nhờn như kia như là khoai sống luôn. Đấy. Trắng mịt. Con voi đấy. Rồi, phổi giá trị nhỉ. Con voi phổi. Đây này, muốn sâu cây phải làm vào đây này. Làm vào đây này. Đây này. Làm vào đây nữa. Ai giả đã xong. Đã xong thì thành công. To đúng. Rồi, con đấy bệ sinh nhỉ. Con đấy rồi ạ. Con đấy ná đi, đúng không? Nhưng mà con này là xanh xưa có 8 triệu vậy. Cái 8 triệu. 8 triệu thôi. Hôm nay anh Công có cái gì không? Đang có triển lãm ở Phúc Thọ không, các bác có lên không? Phúc Thọ thì nó chỉ chơi mini thôi. Rồi. Có đùng, có hạt cẩu, tàu như thế này không bao giờ bán được. Chỉ trở lên cho biết thôi. Qua cái thế chân trôi, cái gì, qua cầu trôi. Trở lên để quảng cáo thôi, xong lại trở về. Quảng cáo thôi, còn mang, nếu mà sao đi kiếm ăn là phải mang cái loại nhỏ thôi. Còn những cây mà đẹp thì nên người ta biết bán hết rồi. Bán hàng ở đâu đấy? Thợ cây kiêm thợ mộc. Đây đúng này là làm số hổ của lên cây cảnh nghệ thuật của Việt Nam. Số hổ đấy. Đông đô. Mày xem Nhật mấy các lớp nghệ nó có lên văn hóa lâu đời đục nhẹ nhẹ đục làm gì cái kiểu này. Phải đi găng tay chuyên nghiệp tí tác phong. Cả hai là máy nghệ móc nhân tí nó phải máy móc xà cạp cái buộc trông. Đục quả đục hơi đồ cổ quá. Thế mà bây giờ bọn nó dẹp nó sẽ đi học đấy. Ở đây đang chuẩn bị mở cái trường học đấy. Vừa rồi ra thì quét bao nhiêu quách chụp cả buổi sáng. Các cụ cây bàn nó rôn rả rồi. Bình quá nhỉ, để lên cắt cũng sợ. Đấy, ra mua xe đi. Xem đâu bắt thôi. Cho ra. Tự ra điền. Là. Rồi, phép tí nữa quay lại để tí quay lại xem cái này xem bác cái đục đến đâu ấy.
Đây là lại mấy cây của mấy chú. Mình phải biết là đi chợ hơi sớm bác. Đây. Mà đừng quay anh nha. Rồi. Bác đứng trong đấy quay làm sao được. Mấy ông chủ kê đi đâu hết rồi? Ồ. Cái sộp hay quá nhỉ. Này cho hòn đá là trong thì đẹp. Đây bên khu bán đồ đồ chế tác, vừa đục các thứ, dây dựa, kìm kéo để tạo một dáng cây, dáng thế cây có. Cây của anh đâu? Một cái sộp này. Chung ở chợ thôi. Tôi chủ ra mượn khỏi đây 3 tiền. Dưới này cho ông đòi 2 triệu mấy. Dưới này cho ông đòi 3 triệu. Cái gì anh nhỉ? Quên mất tên à? Châu. À cái châu, cái châu. Vàng. Giống lắm. Giống cái châu. Vàng. Châu nó mềm hơn đúng không? Giống cái châu. Cái là cái gì anh Công nhỉ? Anh Châu. À đúng rồi. Có cây vú bò. À, vú bò ngày xưa ăn quả nó giòn giòn béo béo đâu. Quả như vú bò. Có không anh? À, tí ra xem. Công ty thích từ sáng rồi nhưng mà chưa chung kết được. Mấy tiền đấy anh? Có ngân củ. Ngân củ. Tí ra xem vú bò. Chờ em tí ở ra này đàng hoàng. Phải, cái này không phải không? Phải. Tại vì nó kiểu già. Già vì lá nó cảm giác nó dày quá nhỉ. Anh để cây đơn ra chỗ này này. Không vi tông lại lên đấy. Không anh để cái đơn lên đây này. Để đơn này. Chồng. Đó anh nhân sách này. Đi hai cái sáng anh nhé. Cây sộp người nó ra lá đẹp này. Đang ngon lá non đẹp chứ. Cái này về làm hay gì nhỉ? Cái này gọi là Lam Tàu Bắc Đầu. Lam Tàu. Rõ ràng là gì nữa. Bắc Đầu đẩy xe. Nó vườn nhỏ nhỏ nhưng có hoa nhỉ. À cây của bác kia hết rồi. Ra đây vào. Tí ra hỏi giá.
xong rồi đúng không? 0983. Xong rồi, xong chưa anh? Chưa xong, mỗi lúc được tí thôi. Nhưng mà nhìn khôn cây hơn rồi đấy nhỉ, đoạn này. Mà được cái bên này hơi to, hơi dài mà. Dài thì lại bị giấy nhỉ, đứng đây nhỉ. Về bò không? Nó có đường lượn. Về này, nhưng mà bò nó lại thẳng. Tí có cần bôi thuốc không anh? Có chứ. Đây đẹp nhỉ. Nhìn như cái vòi. Không. 0983.